Ok, chào các bạn. Hôm nay mình muốn thí nghiệm cái cho cái chiếc xe Tesla Model 3 của mình nó đậu bên lề đường tự động nha các bạn. Thì các bạn nhận thấy là mình muốn đậu vô cái bảng khách ở sau cái chiếc xe đen ở đằng trước đó. Ok, bây giờ mình chạy tới gần bên hông chiếc xe để cho chiếc xe mình nó dòm thấy cái chỗ trống nha các bạn. Cái bảng trống cái bên hông của mình đó. Thì khi mà tới thì bắt các bạn chạy chậm lại thôi để cho chiếc xe nó dòm. Để mình ve lại là chiếc xe nó chưa dòm thấy cái chỗ đậu, thì có khi mình đi tới đi lui để giờ nó lại đúng cái khoảng cách chiếc xe nó dòm nó mới thấy các bạn. Dòm thấy chiếc xe chưa, chứ nó chưa dòm thấy cái chỗ đậu. Nhiều khi mình cái khoảng cách của nó gần chiếc xe đó mình không có đúng cái kích thước của nó cho nên nó không thấy. Mình chạy lại gần. Giờ thì nó dòm thấy bánh xe đó. Ok, thì các bạn thấy không, khi mà chiếc xe nó dòm thấy chữ P nó nổi bên mé hông lề á, thì là nó đã biết chỗ đó là đậu được. Cho nên khi mình thấy cái chữ P nó nổi lên á thì các bạn trả dấu ve lại. Thấy không, là cái chỗ phản trống này nè, các bạn dòm trong cái màn hình đó sau cái xe đen. Thì khi mình thấy cái chữ P nó nổi bên mé hông á là để cho parking. Thì mình trả số xe rồi mình bấm cái nút start ha. Các bạn để ý là mình không có cầm tay lái đúng không? Thắng là mình cũng không có đạp nữa. Tay chân mình bỏ nè, đây là cái phẳng cái chỗ trống nó muốn đậu đó. Xe bây giờ hiện giờ nó tự vô đó. Xe nó sẽ tự động nó điều chỉnh để nó đi ngay cái làn đậu xe. Quá siêu luôn, thấy không các bạn? Nó có thể đậu ngay ngắn đẹp đẽ còn hơn mình đậu nữa. Cái khoảng cách của nó vừa trước lên sau nó vừa luôn, quá tuyệt vời. Rồi xe khi mà nó đậu ngay ngắn rồi thì xe nó sẽ tự động nó tắt xong xuôi, để mình ra mình xem coi nó cái khoảng cách của nó đậu perfect cỡ nào. Nhìn cái khoảng cách của nó đậu ở giữa cái xe đen với cái đống tuyết ở sau rất là đều đặn luôn, bên hông cũng vừa đủ cái khoảng cách theo lực đậu xe nữa, quá là tuyệt vời luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ha. Nếu các bạn nào có ý kiến thắc mắc gì thì comment cho mình ở dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn sau ha. Cảm ơn các bạn theo dõi. Chào các bạn.